Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì hôm nay có tin rất là vui cho quý bà con nông dân mình, đó là tình giá nhãn Y-đo tiếp tục tăng nha quý bà con. Giá hôm nay thì đang ổn định, nó mức giá cũng rất là cao, do hiện nay thì bà con mình năng suất của nhãn Y-đo thì đang thu hoạch thì cũng không nhiều, nên là dự báo là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục ổn định. Tình hình giá nhãn như thế này thì cũng tạm ổn cho quý bà con nông dân mình. Tình hình giá nhãn Y-đo hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì bà con mình đang bán tại vườn với mức giá đồng từ 23.000 đến 25.000 đồng một ký nha quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn đẹp hay là xấu và tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là giá thực tế tại khu vực Vĩnh Long, thì nhãn đẹp bà con mình đang bán với mức giá đồng từ 24 đến 25. Còn vườn nhãn chung chung thì đang có giá đồng từ 23, nói chung là sẽ chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, đang có mức giá đồng từ 23 đến 25.000 đồng một ký. Giá tăng so với tuần trước. Còn nhãn da bò hiện nay thì đang có giá đồng từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Nhãn xuồng thì đã có giá đồng từ 22.000. Đây, hiện nay thì cũng đang bước vào thu hoạch cổ của nhãn xuồng. Vì vậy mà nhãn xuồng trong một vài ngày vừa qua thì cũng vẫn chưa tăng mạnh trở lại. Thanh nhãn hiện nay thì đang có giá đồng từ 40.000 đến 43.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Thì sẵn đây thì mình cũng xin cập nhật thêm. Thì sẵn đây thì mình cũng xin cập nhật thêm tình hình giá nhãn lông. Hiện nay thì cũng ở khu vực miền Tây mình cũng đang bước vào thu hoạch gỗ của nhãn lông. Nhãn lông hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Giá này là giá tham khảo nha quý bà con. Còn giá nhãn xuồng tím hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 35.000 đến 38.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá nhãn hôm nay. Nếu mà ngày mai trong những ngày sắp tới mà giá nhãn có thay đổi mạnh thì mình sẽ tiếp tục tìm làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiếp theo. Thì đồng thời thì mình cũng rất là mong quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì có thể xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn xem sao có thể cùng tham khảo được giá, cùng cập nhật được tình hình giá nhãn một cách chính xác nhất, thiết thực nhất. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn thật là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn trong những clip tiếp theo.